Welcome to Zalabe Channel. Morning, everyone. Sáng nay mình vừa mới tưới nước mấy cái cây cựa kiển của mình xong đây. Cái ban công mình nó cũng không phải rộng rãi gì, chỉ có 4 chậu thôi. Mình kể một câu chuyện tình rất là không biết là cái happy ending hay không, nhưng mà mình mắc cười quá, thiệt à, chịu nổi luôn. Đây, câu chuyện là như thế này nè. Mình có 3 chậu hoa hồng. Đây, một ông hoa hồng mà màu đây gọi là màu cá hồi nè, màu vàng hơi ngã cá hồi á, nó còn sót mấy bông sau đợt Tết nè. Hai ông hồng ngoại đứng này, nói chung là hồng mình hồng ngoại thôi. Một ông là màu hồng này, pink đẹp không? Một ông màu đỏ này, bông này nó bự dữ lắm, đây đang nhỏ đó. À, nói chung là các cái giống này là giống hồng ngoại, mình mua cho nó đẹp đó các bạn. Ban công mình thì chỉ có như đây thôi, mình trồng như đây thôi. Với lại cái gì? Bên này nha đam nè, nha đam bây giờ nắng quá nó khô cằn, bên mình về qua bên này khó khăn nên thôi mình để tạm thời vậy. Một cái thúi ngọt chim mới khóc líu lo thôi, tại vì nó có sâu á, chim nó bay lên nó ăn chim sẻ, được chim gì cũng tà la khóc. Còn mình giống như mình đang ở rừng vậy đó, là chỗ mình khu dân cư mình như rừng vậy đó. Đó, cái thúi ngọt đó, chim nó lên ăn sâu nè, bướm qua đồ, nhiều khi có mèo cũng có chuột cũng có nữa, đủ loại chưa á. Đó, đây chuyện là như thế này, hồi trước Tết á mình có cái chậu này dư nè, thì mình cứ đi mua cái hạt giống xe của cái hoa giống như hoa sâu nhái đó, hoa cánh bướm á, với lại một ít hoa 10 giờ mình trồng hai bên để cho định là xen kẽ, thì 10 giờ thì ở bên chậu này để đặng cho nó mọc ở dưới này cho đẹp, hướng mình là hướng tây bắc, hướng nắng ra là buổi chiều nắng dữ lắm, thì mấy cái hoa nó nở xung xuê thì cũng hạt với nó rồi đó ha. Rồi bên này cái chậu này nó trống không à, nó trống không à, thì nó còn dư một chỗ mình mang lên đây để đặng mình tính là mình trồng cái hoa sâu nhái á, cánh bướm á, đặng lên cho nó đẹp, mà nó lên cao lên này sao mấy múa đẹp lắm á. Mà nào có ai ngờ mình đi về quê xong cái vô không thấy hoa, không thấy bông mấy ông sâu nhái lớn lên. Hay là có một ông đây chắc có một cây duy nhất nữa, mình chắc mà cũng èo ọp sống cũng nổi đâu. Giờ cái cây này cao lên nè, tự nhiên có một ông đó bây giờ nó vậy, nó nói vậy này đó, và cái trái của nó đây một trái. Sáng tôi ra tôi tưới cây tôi thấy hai trái này nữa nè, mà hoa sâu nhái thì không thấy đâu hết. Có một ông èo ọp đây mà bây giờ nó bị vướng nhiều cái bóng lớn của cái cây này, chắc là cái mướp quá. Còn thấy cái trái nó đi mướp quá gì không biết nữa, thiệt tình đó. Đó, các bạn thấy chịu nổi không? Không biết rồi mấy mốt cái happy ending là mấy cái trái này đó làm sao, có ra ôm gì không nữa đây nữa chứ. Đó, chủ đích của mình là trồng hoa sâu nhái, mà bây giờ nó ra hệ thống vậy này nè, thì bây giờ nó mua làm sao thôi, thì lương duyên nhân duyên hội tụ, thì giờ làm vàng cái đó thôi chứ sao vậy. Mình biết ra ngoài rừng mình lấy cái cây này vô mình chống lên treo lủng lẳng vậy đó, mai mốt mình sẽ đầu tư thêm, đi tìm thêm 2, 3, 4, 5 cây nữa mình làm cái vàng cái đó chứ. Coi bộ là nó đang bò tốt quá các bạn, trong nó thì nó trong chậu nhỏ nhưng mà đất rồi mình để cũng đầy đủ ha, phân bón rồi nó cũng có đầy đủ, thành ra nó cũng phát triển lắm. Mình gánh đâu rồi có 2-3 tuần lễ mà nó phát triển xung xuê như vậy này đó, chịu nổi không? Rất là tốt luôn nè, bông vàng khè, cây này chắc cây mướp, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ tóm lại là cái chậu này là hoa sâu nhái là thất bại nha. Thì sáng nay mình mới làm cái mẻ mới nè. Sáng nay mình làm mẻ mới nè, thì để coi tới giờ xem sao đi, trồng chỗ nào đi, mấy cái chậu này thì trồng chỗ nào đi, chắc qua chậu mà hoa hồng nữa quá các bạn ơi, cho nó xen với hoa hồng biết có ra ôm không nữa đây. Chỉ có cái chậu này nó đang còn trống chỗ thôi, trống một chút rồi nè, chứ giờ cái chậu này thì nó tùm vậy rồi thì mai mốt nó để đủ dinh dưỡng, với lại nó không còn chỗ cho mấy cái cây nhỏ đi lên, nó cũng không phát triển được mất công, thì để cho nó tự mình nó đi, nó ra xung xuê, mình làm vàng với nó ra xung xuê. Đây dụng cụ làm vườn của mình đây. Một khu vườn mini ở ngoài ban công, cái xẻng trong thùng này là để mấy phân bón trong đó, bình xịt.
nước là luôn luôn có nha bạn. Để nhiều khi trời nắng rồi đó, cho dội vào đó thì nó không trong cái khô nữa. Đây là các hòn đá viên ngọc rồng của mình á. Mình quý á, quý không phải gì hết, cái giá trị gì trơn á, nhưng mà mình quý ở vấn đề là đi biển, mình đi biển kỳ co, mình đi biển eo gió hòn rơm rồi đó. Đi kỳ co eo gió hòn rơm, hòn khô chứ lộn, sorry, hòn khô. Rồi biển Quy Nhơn, bãi bãi Xếp, bãi Dại rồi đó, bãi Bầu rồi đó. Cứ mỗi lần đi như vậy á, hàng năm á, hè là mình đi về một lần. Đó, xong rồi cái là mình mới lặn, mình lặn dưới biển á. Nói thì nói nhiều đây vậy thôi chứ cũng phải nhiều năm mới có vậy, chứ không phải một bữa mà được nhiêu đây đâu các bạn ơi. Mình đi hàng năm vậy đó. Chứ này nó nặng á, thì đâu có tiện mà mang vô hết đâu. Thành ra cứ lặn xuống đi bơi á, đi tắm biển đi bơi xong một cái lặn xuống dưới biển á. Rồi lấy được cục nào lấy, một cục này chứ nặng kịch đây này. Cái cục này là cũng phải là nửa ký nè các bạn, chứ mất đâu. Đó. Nặng lắm. Còn mấy cục bự nữa mà nó ở dưới lầu á. Đó, khu vườn nhỏ mini của mình đó các bạn. Đây. Không biết cái happy ending tôi vui không nữa. Nói chung là mình cũng toàn tâm toàn ý với bạn đấy, mình cũng chăm sóc đầy đủ cho tôi, cho bạn nha. Bạn cố gắng mà phát triển cho đẹp bạn, cái mấy mốt cái là mình quay tiếp, khi mà trái nó lớn rồi mình sẽ quay. Mình nghĩ rằng là các cái bông hoa này nó sẽ nở ra rồi nó hình thành trái. Mấy mốt chắc là làm cái dạng bự ra thì nó lồng thồng chắc trái nó cũng khá là đẹp đấy. Hoa thì miễn bàn ha, hoa là bây giờ không nói nữa rồi đó. Hoa là không ra hoa rồi đó. Sau nhái sau đồ là lặn bìa lặn hết rồi, lặn nhái luôn rồi đó. Cánh bướm vườn xuân đó, đó gì là hoa hồng ngoại à, màu cá hồi, màu cá hồi. Trời ơi, hồi nó nở xung xuê đẹp lắm các bạn. Lúc mà nó nở xung xuê đẹp lắm đó, lúc của nó nè. Cái ban công mình nó có như này thôi, trồng được 4 chậu chứ nhiêu đâu nè, nhưng mà tại vì các cái tán cây nó bự á nên chậu nào chậu nấy nó bự lắm. Này ông này là đang bắt đầu chuẩn bị hé rồi nè, này búp này đang lên nè, bên này là có cái mai mốt á, cái mấy cái trái này nè nó lớn lên nữa, tại vì giờ nó còn đang nhỏ, mình giữ lại cái khoảnh khắc của khi nó đang nhỏ để mình giới thiệu, chứ mốt nó lớn lên rồi thì những cái cảnh này nó đâu còn nữa. Mỗi thời khắc nó qua đi rồi thì đâu có quay trở lại được. Thành ra mình tranh thủ mình quay khi nhỏ, rồi cái đặng mốt lớn á, cái mình quay cho các bạn xem khi nó lớn nó sẽ như thế nào các bạn nha. Thôi mình xin kết thúc clip tại đây, bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nho nhỏ của mình về khu vườn bé bỏng.